Em thật sự là rất là yêu với Hương Anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm, nó đau rồi cũng sẽ qua thôi. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi, ba mấy năm mới gặp được em. Mời bạn nam. Chào. Mời đi bạn. Rồi mình giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm xét nghiệm ở trong bệnh viện. Quê quán em ở Tiền Giang. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào toàn thể quý khán giả. Em tên là Hồ Thanh Bình, nghề nghiệp của em là xây dựng. Em đến từ thành phố Cà Mau và hiện tại sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận 9. Hân ở quận mấy? Dạ, em ở quận 5 ạ. Hơi xa ha. Không có sao đâu chị, xa cách mấy cũng vượt được mà chị. Sao cũng lỗi mấy đều cũng qua mà chị. Không, em thuộc bài Cà Mau không? Dạ em thuộc. Tao hát bài Cà Mau nghe khí thế coi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn gái là gì? Dạ, ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, có héo rượu một chút xíu. Khuyết điểm của em là em hơi nhạy cảm, em hơi khó tính, em hay quên nữa. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Ưu điểm của em là tính tình hòa đồng, nhiệt tình, nói chung là năng động. Khi mọi người mới tiếp xúc em á thì họ có một cái cách nhìn em gọi là coi như là không mấy tin cậy cho lắm. Nhưng mà khi tiếp xúc về lâu dài và có thể là tìm hiểu nhiều hơn thì họ sẽ có một cái niềm tin và cho em gọi là an tâm hơn nhờ chỗ đó. Em thật tình đó, hài hước ha. Tốt đấy. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mới đây là mối tình em khi mà em làm ăn thất bại với Cà Mau, em lên Sài Gòn này em làm. Thì em có quen một cô gái làm ở ngân hàng HB Sài. Nói chung là em thì quen cổ thì nói chung là đã quyết định cưới rồi. Năm rồi cổ thăng chức, cổ lên được trưởng phòng. Có nói với em một câu là em thật sự là rất là yêu với Hương Anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm, nó đau rồi cũng sẽ qua thôi. Khi mà tình yêu có thật rồi, người ta sẽ không đòi hỏi gì hết đâu ha. Chia tay bao nhiêu lâu rồi, cái vụ dạ, bao lâu rồi? Cũng gần 2 năm rồi anh. Quên hết chưa? Dạ quên rồi chị. Mời bên đây. Tình trường của em sao? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là lúc sinh viên. Cái mối thứ hai thì là em sợ anh ấy tổn thương. Cũng quen nhau nhưng mà hai người tính cách rất là trái ngược nhau. Hay là em không có yêu ảnh mà tại thấy ảnh thương em quá nên em sợ anh tổn thương nên em đồng ý. Dạ. Rồi sao chia tay? Tính cách không có hợp nhau mà em thấy là không có tương lai được đó chị. Rồi bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m7, tốt tính, chung thủy. Anh có 1m81 rồi em ơi. Chết rồi. Căng thẳng 51kg luôn á. Nhiều ốm gì. Ốm gì hả? Em có nuôi anh lên ký được không? Nhưng quan trọng ta yêu thương mình được rồi, còn mét mấy đâu quan trọng em. Lần này thích yêu mới là chọn nha. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Cũng yêu động vật. Yêu động vật là yêu con người đúng không? Dạ, con gì cũng yêu hết. Em có ghét gì, tính gì của người đàn ông không? Gia trưởng quá. Em thích gia chủ nhưng mà gia trưởng quá thì không được. Không được. Nãy giờ em cảm nhận chàng trai bên đây là người thế nào? Chắc cũng thiệt tình. Nếu mà anh cao 1m51, anh yêu thương em thật lòng thì sao? Em sợ anh ngại thôi. Anh ngại, anh 51 biên anh yêu thương em được rồi, được không? Dạ, anh mua giày cao gót em. Rồi, nè, anh thông báo cho em biết. Dạ. Đàn gái rất là dễ thương. Dạ. Ha, được rồi đó. Rồi, khi nào thì em tiến tới hôn nhân, muốn chừng nào là phù hợp? Dạ, do mẹ em cũng hối thúc từ lâu rồi á. Lâu rồi? Đúng rồi. Làm dâu được không em? Do điều kiện của em là em chỉ còn có mẹ thôi à. Cho nên là em làm dâu thì ai lo cho mẹ em. Vậy chứ ý em muốn làm sao? Tới được với nhau thì cũng phải nhờ anh ấy sắp xếp giùm em. Lấy em rồi mẹ lên theo ở nhà ảnh luôn, nhưng mà có mẹ đi theo phải không? Dạ. Rồi bây giờ bạn gái nói là ví dụ giờ là lấy nhau đó thì muốn cho mẹ lên ở chung luôn được không? Dạ vấn đề đó thì không sao đâu chị. Em cùng nhau để gánh vác và lo lắng để cho cha mẹ cậu có thể được trăm tuổi già là điều mà tâm nguyện và quý giá nhất của em, cũng như cha mẹ cậu và cha mẹ em. Nhưng mà em định lập nghiệp ở đâu? Em làm ngược trên này. Rồi bạn gái làm công việc trong bệnh viện là nhiều khi cũng có đi trực đêm đó. Rồi em ở nhà em phụ chăm coi nhà cửa được không? Dạ chuyện đó chị khỏi lo. Dễ thương quá. Nói chung quá. Là trông được kể cả người già trẻ em là em lo. Tôi ưng rồi đó. Dạ. Đẹp trai, năng động, khỏe mạnh. Tôi chịu. Em trai hôm nay đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ hả? Dạ. Chào cô.
Dạ chào cô. Dạ, cũng xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường với chào chung trong trường quay. Thấy thì thấy gương mặt thì thấy cũng hiền hậu, thấy cũng dễ thương. Nếu có duyên nợ thì tìm hiểu đi chứ con đừng có lo. Cái thằng này thì nó lo dữ lắm con ơi. Nó cũng giống cha nó vậy đó. Thương vợ lo hết trơn, mà ba hết trơn là nó là nó giống đó. Mà thằng này là coi như nó không hút thuốc mà cà phê cũng không uống, mà đều có rượu thì có uống. Dạ, cảm ơn cô nha. Coi như là dòm thấy cái gương mặt thì cũng nhận thức được là cháu này cũng có đạo đức, mà lựa dâu thì cũng lựa gì. Trước nhất thì có cái đạo đức, sau thì lo cho chồng con đồ vậy là mình mãn nguyện rồi chứ đâu có lo gì nữa đâu. Bây giờ em gái em đi với ai em gái? Dạ em đi với bạn thân của em với bạn bè đồng nghiệp ở trong cơ quan. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người ở trường quay. Về ngoại hình thì rất là được, đẹp trai, tính tình hòa đồng vui vẻ. Vấn đề uống rượu thì chắc là không sao đâu, tại do công trình thôi Hân ơi. Còn Hân thì em thấy là bạn nấu ăn ngon lắm, hát cũng rất là hay nữa. Hai người này mà song ca với nhau là chắc hay lắm. Em nghĩ hai bạn rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ kéo rèm ha. Bây giờ mở rào ra, hai bên gặp mặt nha. Chào em. Em có hoàn toàn em. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi, 3 mấy năm mới gặp được em. Cuộc sống của anh tự lập từ nhỏ, từ gia đình, xa cha mẹ, tự lo. Thì cái chuyện vấn đề đó thì em khỏi phải suy nghĩ. Trong ngày xưa đi học á, thì có những cụm từ như là tại bị thì là hay gì đó. Thì vấn đề đó thì riêng anh sẽ không tặng cho em. Sau này đừng áp dụng trong cuộc sống. Thí dụ như là hai đứa yêu nhau hay là kết hôn với nhau, thì đừng có đem ra ngày xưa như vậy tại bị thì là. Sau lưng một người đàn ông thành công thì có một người bóng dáng của người phụ nữ là đúng rồi. Nhưng mà sau lưng một người đàn ông thất bại thì chưa chắc có bóng dáng người phụ nữ ra. Đôi khi cũng có. Nhưng mà anh á thì anh lại muốn là có một người phụ nữ sẽ sau lưng để ủng hộ anh, để anh có thể dựng bước trên con đường sự nghiệp của anh, như là anh lập nghiệp trên Sài Gòn này. Đối với em thì em có thể làm điều đó hay không? Em thì rất là thích chăm sóc người khác. Nếu mà em đã chăm sóc thì em sẽ thuộc kiểu người hơi bó buộc á. Thì em không biết là anh có chịu đựng được cái sự bó buộc của em không? Kiểu như là em chăm sóc anh thì anh phải nghe lời em kiểu vậy á. Nghe lời tùy trường hợp nghe lời, chứ cái gì em kêu anh nghe lời hết sao được. Giống như là anh bệnh thì em kêu uống thuốc thì anh phải uống thuốc. Được, cái đó uống thuốc được. Nhưng mà anh sợ nhất là chích. Em thấy anh nói hơi nhiều. Anh xem chương trình lần có anh kia nói là anh tới 10.000 từ, chứ anh có tới 10.000 mà anh nhân cho hệ số 3 đó. Tại vì anh ở công trình suốt mà. Thì những người công trình đó thì anh nói chung là anh tháo giác là được rồi. Cô gái người ta nhẹ nhàng, để cô gái người ta trình bày trước đi, hiểu không? Rồi em có những nguyên tắc yêu đương gì đó em nói ra hết cho anh, anh có chấp nhận được không? Cái người đó thì chung thủy, không có lăng nhăng. Đặc biệt em rất là ghét người hay nói dối. Anh cũng vậy đó, anh cũng ghét ai mà giả dối. Anh thích con đông, em thích đông không? Anh thích một đội bóng luôn á, được không? Như vậy thì đông quá anh. Anh làm huấn luyện viên, em làm trọng tài. Em thích thì hai đứa là em không thích quá vậy thì... Em thấy gia đình anh đông lắm, vui lắm. Hồi xưa đông còn lo nổi, giờ đông lo không nổi đâu cưng. Anh yên tâm, với khả năng em là em không làm thôi, em làm được hết. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi nói cho đối phương biết cái cảm nhận của mình hiện tại ngay lúc này là như thế nào. Em nói trước đi, anh nhường em. Dạ, thì em thấy anh là một người cũng chững chạc, chân thành, cũng có nhiều cái giống em. Được đó thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em thích cuộc sống gia đình là mỗi người nhường nhịn một ít. Tính em cũng hay nóng. Tính mình cũng nóng rồi đó nha. Vậy rồi sao? Anh á thì chỉ nóng ví dụ như là những lúc trong công trình nó gặp khó khăn hay là gì đó, rồi khi anh đi nhậu về á thì anh có say xỉn á, thì lúc đó xỉn á là anh có gụ vô em đừng nói, em chỉ nín thinh đi. Anh mà có gụ vô á nghe mà nói mà anh mà nghịch tay là anh nóng lên là coi như là cháy á. Anh làm gì? Anh nó cháy thôi, anh có làm gì đâu trời. Em không biết, tại em có xu hướng bạo lực luôn nha. Anh đâu có bạo lực đâu, anh nói cháy thôi chứ anh đâu có nói đánh em hay là gì đâu bạo lực. Nhưng mà anh hết gụ rồi thì em cứ chửi mà xối nước hay làm gì cũng được nha. Còn người phụ nữ khôn là ở chỗ là nhìn người ta nóng lên mình đừng có chọc nóng người ta được đâu. Phụ nữ chứ anh phải tự kiềm chế anh chứ sao anh đổ thừa đổ bia được. Anh kiềm chế anh lúc mà anh mới nói không có tại thì bị lạ. Anh kiềm chế là kiềm chế lúc anh không có rượu. Rượu hay không rượu là do anh tự chủ chứ. Anh có thể uống ít mà. Anh đâu, anh đúng muốn rồi đó em. Em không nên cãi phụ nữ nhiều quá. Mình phải chủ động khi mình uống rượu,
không phải uống rượu xong muốn la cái gì, muốn chửi cái gì, làm người ta ngồi người ta im được. Không, một hai lần đầu còn được, nhưng mà nhiều quá thì không ai chịu đựng nổi đâu. Em nói ở đây là thí dụ như em xin rượu về thì thôi đừng có cầm vào, đừng có nói này nọ thôi. Chứ không phải là nói em tự nhiên có rượu gì em đem tay em chửi, em quánh em khác gì, em vô cớ. Nhưng mà phụ nữ thì ai cũng như ai cũng cầm ràm hết. Anh nói vậy sao? Thì anh biết trước cái tính anh như vậy thì anh dặn em trước, biết thấy anh về thôi đi kệ, làm gì làm đi, đi ngủ đi cho rồi thì đâu có chuyện gì xảy ra, đúng không? Rồi em xỉn lên càm ràm ta, người ta không nói. Đâu có, em xỉn, em xỉn là em đi ngủ hả? Bao lâu xỉn lần? Em thì hình như là xỉn suốt. Vậy nghĩ đi coi khỏe, khỏe. Em không thích nhậu nhẹt vậy đâu. Thì nói chung là công việc của anh, đặc thù công việc anh xây dựng thì nó là phải nhậu thôi em. Tại vì trong cuộc sống thì đôi khi là phải có sự nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau. Và điều quan trọng là đừng có cái tôi mình cao quá. Thôi nghĩ bàn vấn đề này đi cưng. Tự mỗi đứa suy nghĩ nha. Bây giờ để thay đổi bầu không khí, trước khi bấm nút em hãy hát tặng mọi người một bài hát cho nó dịu bớt xuống tình hình giống như đang say rượu vậy đó. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào, nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có may khi sao không yêu nhau, bây giờ yêu luôn đi. Tin không em đang thật lòng, anh nghe không anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời, bên nhau hay thôi chỉ một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Rất là dễ thương. Mỗi người tự kiểm tra lại con tim của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Không ai bấm hết. Anh xin lỗi em. Dạ. Cũng rất vui biết gặp được em. Dạ. Chắc có lẽ là mình không có duyên mà không nợ thôi. Chúc em sau này sẽ có tìm được một cái tình yêu và một cái cuộc sống có thể là hoàn hảo hơn. Dạ. Được. Em cũng chúc anh tìm được người. Mời em gái giới thiệu trước. Dạ, đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Võ Nguyễn Hương Thảo, năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Long An. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tại quận 10. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em họ tên đầy đủ là Đặng Thanh Phong, năm nay 29 tuổi. Công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch. Quê của mình là ở Long An và hiện nay sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, vậy rồi à? Cùng quê rồi ha. Quá hợp lý luôn. Em giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh với điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em thì khá là tự tin, mạnh dạn, sống độc lập. Còn điểm yếu của em thì tính của em hơi nóng, với lại em nói khá nhanh. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra rồi. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là nói nhiều, đặc biệt đó là thích chụp hình cho người khác. Điểm yếu của mình là nóng tính. Khi nóng tính vào mình không có thể hiện ra, mình cứ im lặng, hỏi gì mình trả lời đó. Đó là tật xấu của mình. Ủa đó đâu có gì xấu, em đó là tốt đó. Nhưng mà cái em hay thể hiện trên cái nét mặt là nó khó chịu quá. Khó chịu hả? Dạ, có nghĩa là mặt em hầm hầm. Bạn bên kia rất là nóng tính. Dạ. Bạn nhìn cái mặt em hầm hầm, bạn nóng thêm nữa. Em thích người con gái nóng tính hay là con gái dịu dàng? Em thích người con gái dịu dàng. Nhưng mà có cá tính tí xíu. Dịu dàng có cá tính. Dạ. Còn nóng tính thì sao? Lúc mà nóng lên thì phải có người nhịn thì nó mới tốt. Người bên kia là la đó. Dạ, thì lúc đó em sẽ nhịn. Rồi, tốt. Dạ. Rồi, còn tình trường mình sao em? Tình trường em là thâm niên ế 23 năm rồi chị. Cái gì? Là chưa có mối tình nào hết rồi hả? Dạ, chưa có mối tình nào. Chỉ có một lần yêu đơn phương, với lại một lần tự mình từ chối người ta tỏ tình. Còn ngoài ra là chưa có mối tình nào dắt dây. Một hết. Lần yêu đơn phương. Yêu đơn phương bao lâu? Chắc được mấy bữa chị. Cái gì có mấy bữa vậy? Nếu mà đơn phương gì sao? Lúc đó còn nhỏ xíu hà. Năm đó em học lớp 5. Xong em thích bạn ngồi kế bên. Trời đất ơi, học lớp 5 hả? Xong cái Valentine em tặng cho bạn nó cục sô-cô-la. Nó bơ em luôn, cái em bơ nó luôn. Đâu có đâu chị, em cao thượng lắm. Bạn nó không có bơ em, mà bạn nó nói với em là bạn nó lỡ thích bạn thân em rồi, kêu em mua giùm món quà khác tặng bạn thân em đi. Em
mua quà giùm bạn đó, tặng bản thân em luôn. Rồi còn cái người mà em từ chối người ta? Năm đó học cấp 2, xong một ngày đẹp trời, em nhận được một lá thư tỏ tình khá là dài dòng xoắn xúa. Em đọc vô em thấy nó kỳ cục quá, em nói trên đời làm gì có người tỏ tình kỳ cục vậy. Em tưởng mà nó giỡn với em vậy. Em trả lại thư, em quýnh mà nó một cái, xong bạn nó bỏ chạy. Em rụt em quýnh bạn nó mấy vòng sân trường. Xong tới giờ em với bạn nó không liên lạc nữa. Rồi em hiểu nguyên nhân tại sao em ế tới giờ chưa? Chắc tại vậy nên em ế chị. Rồi ta tỏ tình với mình không chịu thôi, tự nhiên mình quýnh người ta, mình rượt người ta là sao? Tại vì em có biết đâu, em tưởng thôi bạn nó giỡn mà. Rồi không lẽ từ cái khúc ta đi học xong ra tới bây giờ đi làm mà cũng không ai để ý mình luôn? Chắc tại lần đó em đuổi duyên giận. Tới giờ nó em đuổi duyên nên duyên giận luôn phải không? Ca này khó à. Là bây giờ là chưa nắm tay, chưa có hôn, mỗi nụ hôn đầu đời là chưa có luôn hay sao? Chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Chưa đó. Có luôn. Rồi. Bây giờ anh mà bấm nút là mối tình đầu của em đó. Bấm nút là hôn luôn đúng không? Thôi không được chị. Sao không được? Nói từ từ chứ. Không, lên chương trình này bấm nút là hôn đó. Chị kỹ nha, nghiêm túc, ở đây không ai giỡn đâu nha. Dạ. Được rồi, rồi bắt công rồi bấm rồi không cho ta hôn rồi rượt rồi quýnh người ta nữa là không được à. Thôi cái đó là hồi xưa trẻ trâu, bây giờ hết trẻ trâu rồi. À vậy là bây giờ em bấm là em hôn, em chủ động em hôn người ta. Nhất trí vậy nha. Em trai bên kia nghe tình trường của bạn gái mình cảm thấy sao em? Em thấy bạn ấy hơi hơi ế. Ế quá trời. Hơi ế là sao? Quá ế. Em cũng cùng cánh ngộ giống vậy. Là sao? Là em cũng trải qua hai mối tình. Nhưng mà mối tình là em yêu đơn phương. Nhưng mà tỏ tình em bị thất bại do lúc đó em là sinh viên. Hai đứa y chang với nhau luôn đúng không? Dạ. Em nay là tuổi con gì? Dạ em tuổi con ngựa. Con ngựa. Cô gái tuổi con gì vậy ta? Dạ em tuổi con heo. Ngựa heo. Ngựa. Heo ngựa. Bây giờ em muốn tìm một cô gái thế nào? Thứ nhất là cô gái này hiền, hiểu chuyện. Đặc biệt cái điều của quan tâm niệm nhất là có hơi có cơ bắp tí xíu. Kỳ vậy. Lấy vợ có cơ bắp hả? Ủa sau đó giờ đây cái điều kiện lạ nha. Dạ có cơ bắp là có nghĩa là cùng sở thích với em. Là em rất là thích chơi thể thao. Là nghĩa là người phụ nữ gồng lên là con chuột rồi nó nổi lên đó hả? Vừa vừa thôi chị, không cần phải to quá. Trời đất ơi. Rồi thích gì nữa? Dạ có biết nấu ăn tí xíu. Nấu ăn chút xíu, con gái nào cũng biết nấu ăn hết trơn á. Có thể là thông cảm cho cái công việc của em là hay đi nhiều. Em đi đâu? Dạ em làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách đi nữa, đi du lịch đó. Thí dụ bây giờ em đang có bạn gái rồi. Dạ. Em đi du lịch em gặp một cô gái rất đẹp đi chung với em, cô ấy có tình cảm với em, cô ấy là người chủ động tấn công em thì em sẽ làm gì? Dạ nếu đó đặt ra hai trường hợp em có người yêu rồi thì em sẽ nói thẳng với cô đó là em đã có người yêu rồi. Xạo, không có anh nào mà đi nói chuyện với một cô gái mà đẹp dễ thương mà nói tôi có bạn gái rồi. Dạ tại vì tính của em là hay thích sử dụng đồ ít có đổi á. Chẳng hạn như em mua một cái điện thoại, em xài chừng nào mà điện thoại nó cảm giác là nó muốn hư á thì em mới đổi. Ý em là chung thủy ha? Dạ đúng rồi. Đó đó điện thoại thôi. Dạ người ta có câu là nói là đổi điện thoại như đổi bồ đó, nhưng mà để điện thoại là giống như là mình chung thủy. Dạ cô gái bên kia nghe chưa ta? Dạ nghe. Rồi em sao em chọn một cái người bạn trai như thế nào? Bạn trai em là phải biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Em có chơi thể thao không? Dạ có. Em có chuột không? Nhưng mà em không có chuột. Em không có chuột hả? Vậy là em chơi chưa đủ đô, em phải chơi mạnh lên. Bạn trai của em cao cao tí, ít nhất cũng phải 1m73. Dạ, em cao nhiêu? Dạ em cao 1m68. 1m68? Wow. Rồi, bên đây cũng cỡ 86 trở lên đó em. Rồi. Vậy được rồi anh. Tốt. Yên tâm đi. Gì nữa em? Dạ, mắt to to tí. Khó mắt to. Không hết undercut. Gì? Gì? Undercut là cạo hai cái đường trắng lên như nè. Xong rồi vú keo lên. Thích hay là không thích? Dạ không thích. Không thích. Không thích. Cái này là cái kiểu gì em? Cắt undercut rồi. Có hai cái đường cắt thôi. Bên kia có hai đường rồi kìa. Vậy về anh có để tóc dài lại được không? Để như thế nào em? Có nghĩa là che cái đường đó hay là để tóc thích con trai tóc dài? Dạ không, vừa vừa thôi chị. Nói chung tóc kiểu nam bình thường là được. À, em không thích cái gì ở người bạn trai nữa? Không thích bạn gia trưởng, thích áp đặt. Với lại hơi ích kỷ là không em. Tại vì em là người tính rất là rộng rãi, nên là không nên chấp nhận những cái chuyện nhỏ. Hello. Dạ, chào anh. Chào em gái xinh đẹp. Dạ. Nhưng người ta nói phụ nữ gần người yêu, gần chồng thì phải nhũn như con chi gì đó. Giả bộ gọi là nhũng nhẽo rồi kia, chồng mới thương chứ cái gì cũng cá tính quá sao được. Dạ thì lúc nắm lúc buông anh. Căng đó nha. Ghê à, hơi ghê. Dữ lắm á. Nhưng mà bây giờ em ghen không? Chắc không hay ghen bậy đâu chị. Không ghen bậy.
Ví dụ bây giờ ảnh đi tour đó, rồi ảnh dẫn khách đi là điện thoại ảnh nhiều khi có những lúc là nó sẽ mất sóng. Lúc đó em đang có một cái nghi ngờ là có một cái cô nào đó em thấy cổ đăng lên Facebook cái hình mà có chồng, có chồng em trong đó nữa, thì lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Khi mà mình yêu cầu công việc của mình là mình phải tiếp xúc với khách hàng nữ, mình phải gặp khách du lịch, thì việc mình vui vẻ nói chuyện với họ hoặc là đi uống một vài ly cà phê không sao, nhưng mà đừng có tiếng sao. Đi uống cà phê được luôn hả? Uống cà phê chỗ đông người mà chị. Vậy là em quá rộng rãi rồi. Vậy là được. Em là người rộng rãi lắm. Chỉ là ghen đúng mới ghen đúng không? Dạ, cái gì quá đáng thì không được. Chào em. Dạ, em chào chị. Rồi cái tóc này là cắt lâu mau rồi? Em mới đi cắt này để quay chương trình. Trời đất ơi, có nghĩa là cố tình làm tạo ấn tượng để đi quay chương trình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bị áp phê ngược, rất quá. Chốt quá. Mốt lấy về mình có cần làm dâu không? Theo em thì em không cho vợ em làm dâu. Người lớn tuổi sẽ rất là khó tính. Hả? Em muốn cho là lâu lâu về thăm nhà thì tình cảm nó sẽ quý hơn. Em rồi tập thể dục, tập gym rồi dữ lắm mà sao lại thích phụ nữ có chuột? Thích để có người đi tập chung, tại em tập mình buồn quá. Mà thường có nhiều bạn gái lên chương trình mà muốn hẹn hò nó, mấy bạn trai thời giờ mà tập gym nhiều là hay bê đê lắm. Dạ không, em là đàn ông. Chắc không? Làm sao biết để đàn ông, lấy cái gì để chứng minh em là đàn ông? Dạ, nếu mà bên kia muốn chứng minh thì em chứng minh cho bên kia thấy. Chứng minh bằng cách nào? Dạ, thì gặp nhau nhiều thì sẽ biết. Không, bây giờ chứng minh ngay đây nè, để người ta quyết định ta chọn mình hay không nè, là chứng minh bằng cách nào? Bây giờ em mặc vậy em đâu có show được cơ ra đâu mà. Trời, cái cơ liên quan gì tới cái cơ liên quan gì đến chuyện men hay không? Ngồi suy nghĩ đi, lát nữa sao chứng minh cho cổ biết là mình có men hay không nha. Và chị thấy cũng hợp lý rồi đó, cũng được. Dạ. Tướng tá là cao ráo. Dạ. Được đó ha. Rồi bây giờ mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ, gia đình sếp với gia đình bạn em. Dạ có chào cô ạ. Cô xin chào MC Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Thì qua quan sát của mình hồi nãy giờ á, thì góc độ khách quan á, thấy hai đứa cũng có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như hai đứa đều thích chụp ảnh. Thảo cũng thích chụp ảnh. Thích thể thao, Thảo cũng thích thể thao. Nhưng mà cô thấy ở đây có cái hơi khó một chút. Bên trai á, thì đi du lịch, còn bên gái thì nhân viên bán hàng. Mà lại nhân viên bán hàng xuất khẩu nữa. Nhiều khi sau này công việc có thể đi xa, đi lâu, con cô nghĩ là nó sẽ không ghen con rồi đó. Con có ghen ngược lại bạn mình không? Con thì không có ghen bậy. Về cái chuyện riêng tư bạn bè thì con không có xen vô. Con không muốn vợ mình làm dâu, nhưng mà thí dụ như khi cưới về á, con bé này nó hợp với mẹ, mày muốn nó ở với con, thì lúc đó con suy nghĩ như thế nào? Con sẽ mời mẹ con lên ở một thời gian, mẹ con cũng về lại, tại vì ở thành thị nó không quen, mẹ con không thích thành thị, thích ở dưới quê nó yên tĩnh hơn. Thì với bản thân cô á, thì có một mình cháu Thảo thôi, nhưng mà thực tế cô cũng nói thẳng, cô cũng không có ý nghĩ là ở rể, cái này cũng nói thẳng, nơi nào để tụi con thuận tiện, phát triển kinh tế rồi ổn định hạnh phúc gia đình gì đó, thì tụi con cứ theo ý của mình. Cô nghĩ là hai đứa nên cho nhau cơ hội đi, tại vì hai đứa đến đây cô nghĩ là cũng là cái duyên rồi đó. Rồi, rồi xin hết, xin chào chị. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi với em họ. Xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Thì theo quan sát chị nãy giờ thì thấy ok đó anh. Về cá tính của hai người em thấy cũng ok. Hai người đều có tính tự lập hết, cho nên em thấy là nên cho nhau cơ hội nè. Xin hết. Rồi, cảm ơn con rồi, nhiều. Cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nhau đi ha. Mở rào. Chào em. Anh. Hôm nay rất vui là được biết em. Dạ, em cũng rất vui được gặp anh. Em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Đây là món quà anh đi du lịch nhiều nữa, anh siêu tầm tặng cho em. Đây là 4 con linh vật Long Lân Quy Phụng. Dạ, em cảm ơn anh. Em có hay thích đi du lịch hoặc là đi xem phim vào cuối tuần hay không? Đầu tiên mà em nghe anh nói là anh làm hướng dẫn du lịch là em thích rồi. Tại vì em rất là thích đi du lịch, thích đi xem phim. Nói chung là em là một con người hướng ngoại, em thích xã giao. Em có suy nghĩ như thế nào về một người hướng dẫn viên như anh hay không? Suy nghĩ như thế nào là về việc anh đi nhiều? Đúng rồi. Đi thì được nhưng đừng bỏ bê gia đình là được. Khi mà mình muốn có định hướng phát triển tương lai nhiều hơn á, em nghĩ là anh nên chọn một công việc ít đi hơn một chút, thì nó sẽ tốt hơn cho về việc mình chăm sóc gia đình. Anh thì cũng có ý định là sau này thiên hướng về nghệ thuật tí xíu và làm về kinh doanh, thì em cảm thấy là có hợp với cái suy nghĩ của em hay không? Anh muốn làm nghệ thuật nhưng mà về mảng gì mới được? Anh muốn dẫn chương trình cho mọi người xem thôi. Ok. Chung là em cũng rất là thích sân khấu, thích nghệ thuật.
thì em sẽ ủng hộ người đồng hành với mình làm nghệ thuật. Nếu mà có duyên á, biết đâu mình sẽ được dẫn chung chương trình. Hay trời quá, hy vọng là sẽ có dịp như thế. Thôi hai đứa qua ngồi hai ghế luôn đi. Đi xuống luôn. Em có biết đi catwalk không? Dạ. Nếu mà anh không ngại mời anh đi với em một đoạn ha. Ok. Thử coi okay. Xứng đôi không? Nào, cho chúng tôi một chút xíu music. 2, 3, bắt đầu. Lên quay một vòng nha. Trời ơi, nhìn nó đã lắm chứ bộ giỡn hả? Được không ạ? Ơi, cảm ơn cặp siêu mẫu. Anh đi nhiều vậy rồi, hẹn lúc nào đi anh? Anh sẽ chủ động, sẽ là để cái lịch hẹn ra. Em rảnh lúc nào thì anh sẽ hẹn em thời gian đó. Thì em thấy cái lịch hẹn vậy nó có hợp lý không? Dạ, nói chung là hai đứa mình sắp xếp được lịch hẹn là được. Em thích con đầu lòng là con gì? Trai gái đều được anh. Anh lại thích con trai đầu lòng nhiều hơn. Dạ. Tại vì con trai đầu lòng giống bố thì đi ra đường sẽ tự tin và vui hơn. Nhưng mà có trai có gái thì nó sẽ vui nhà vui cửa. Nói chung là đẹp thì là anh trai em gái là một... Em thích gia đình là có anh trai em gái. Dạ. Dạ. Không có dễ đâu mấy cưng. Còn phải muốn là được đâu mấy cưng. Thì mình cứ ước muốn chuyện đi, còn thực tế thì nó tính sau. Bây giờ hai người cứ nhìn thẳng vào nhau, cho thêm 30 giây nữa. Mỗi người hãy nói một cái câu nào đó nó thật lòng nhất mình muốn nói, một điều gì đó để cho mình thuyết phục được đối phương cảm nhận và có bấm nút để hẹn hò với mình hay không. Hôm nay anh cũng rất là vui khi được biết em. Hy vọng anh sẽ được có cơ hội để gặp em trong những cái thời gian sắp tới nữa. Hôm nay em cũng rất là vui được gặp anh. Thì em mong là hai đứa mình sẽ cho nhau thêm cơ hội để tìm hiểu nhau. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Đây nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta bấm nút là để hẹn hò, yêu đương, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng các bạn. Rồi em. Nào, nắm tay nhau đi. Em hãy nói với mẹ điều gì đi. Chào bác. Đó. Hôm nay cho con mặn phép nắm tay con gái bác trước các anh chị đầy đủ mà. Nắm rồi mới nói. Con thì cũng hy vọng là bác sẽ cho tụi con sẽ có thời gian để gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và sẽ nếu mà có duyên thì mình sẽ đến với nhau. Xin cái hôn, nụ hôn đầu đời của cô gái. Trời ơi, ông không xin luôn, ông toàn là làm trước, ông xin sau. Vậy cho con hung con gái bác nha bác. Nói gì vậy? Không xin, vẫn còn thổi lỗ tai nữa, để nó nói thôi. Gì đâu mới hung. Em lúc trước em học đại học y dược. Dạ em đã cũng đã tốt nghiệp y dược rồi. Nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y. Hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng dễ nhìn sáng láng là được. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ có thuốc nó bao nhiêu tiền. Mời sự xuất hiện của nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Rồi đây. Rồi ngồi nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia hàng rào. Em tên là Nguyễn Việt Tùng, sinh năm 1994. Dạ hiện thì em đang làm về công việc hành chính tự do. Em lúc trước em học đại học y dược. Dạ em cũng đã tốt nghiệp y dược rồi. Nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y. Tùng là quê ở đâu? Dạ em quê ở Vũng Tàu anh Linh. Vũng Tàu, bây giờ em làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân và bạn nam phía bên kia luôn ạ. Con tên là Trần Nhật Vân Hạ. Con vừa tròn 23 cái xuân xanh. 23 tuổi. Và hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Và hiện tại con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là con đang du học ở bên Canada. Dạ, và con rồi về Việt Nam về Việt Nam để tránh dịch đúng dạ. không? Về lâu chưa con?
Tính tới thời điểm này là cũng được một năm rồi đó chú. À năm tưởng nó mới về. Rồi mới là về năm cuối. Dạ đang là sinh viên năm cuối. Mà giờ mình quyết định là mình hẹn hò luôn. Tại ba mẹ cũng nhã ý từ hồi con ở bên bển rồi. Con về đây thì con cũng coi chương trình mình, con thấy chương trình mình cũng nhân văn, con cũng thích. Con thích cho nên là con muốn có cơ hội có thêm bạn bè. Rồi vậy con nói luôn về mình đi, về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, về sở trường thì con có khả năng nói tiếng Anh khá là lưu loát. Con khá biết quan tâm tới người khác, chẳng hạn như là con thường hay nhớ những ngày sinh nhật của những người thân trong gia đình để chúc mừng. Còn về sở đoản thì con thấy cá nhân con khá là vụng về và không có khéo tay trong việc nấu ăn. Còn bạn Nam, điểm mạnh của em thì nói chung là rất là dễ chịu, rất là quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu của em á, thì em hay giở dây thun anh à. Với lại nữa là thi thoảng có là nóng tính, nhưng mà nóng tính thì thôi cũng bỏ qua. Với lại em cũng không thích cho người phụ nữ quá là càm ràm. Một lần thì em biết rồi, nhưng mà đừng nói với em về cái vấn đề đó 2 đến 3 lần là em không thích. Không được em ơi, đó là bản tính rồi. Dạ. Phải chịu thôi. Dạ. Không bản sao tính đâu, gì? Là em sẽ nói mà... tới lần thứ 5, thứ 6, 7 luôn sao đâu. Hey. Từ từ mình quen à. Bản tính gì? Làm như đàn ông mấy người không càm ràm vậy đó. Dạ. Để cô bảo vệ con. Dạ. Là, con có bị càm ràm không? Dạ không mà. Không hả? Dạ. Con càm ràm cũng được, cũng có sao không? Chào con, 94 phải không? Dạ đúng rồi ạ. Lỡ rồi xưng con luôn đi. Tại vì nhỏ con gái lớn là đúng 94 luôn. Dạ con rồi, chào cô. Ừ rồi bé 23 tuổi ở đây nó gọi là cô rồi. Dạ. Để hai đứa khỏi bị ngượng á, hiểu không? Hai đứa cùng gọi là cô luôn á, hiểu không? Dạ vâng ạ. Đó. Coi như là bên đây cũng môn đăng hộ đối, đàn trai người ta cũng đẹp trai à. Bên đây người ta cũng du học sinh Canada, học bác sĩ ra. Đẹp gái, bên cao, cũng, bên dáng cũng như người mẫu. Du học với bộ du học sinh Việt Nam, học tại Việt Nam, đại học y dược. Dạ, đó, chào chú. Rồi, chào con. Con cao mét bao nhiêu, con nói cho dạ, chú hết. Con cao hồng. Khoảng 1m7. Mét 7 đó. Mét 7 ha. Đó. Bên đây chắc cũng hơn thôi. Con mét nhiêu cưng? Con hơn bạn chắc cũng phải vài xăng. Dạ. Đó, vậy là ok rồi. Rồi. Ừ. Nói chung là trai tài gái sắc đó. Vấn đề là bây giờ họ có hiểu nhau hay không thôi. Vấn đề là tôi với ông sao nữa nè. Tôi với ông để tôi hỏi cho đàn gái xíu coi. Ông làm gì nắm tay tôi? Ông nói chuyện lịch sự được không? Hỏi vậy tại sao không lèm bèm được, đúng càm không mọi người? Lắm luôn thì đó, đó, tại vì chưa đúng là phải càm ràm. Chưa thấy bà mối nào có càm ràm từ sáng chừng đến nào chiều tối. Người ta nói một lần mà cái người đó sửa liền thì không bao giờ ai điên mà đi nói lại, đúng không? Cho nên là không phải tự dưng người ta càm ràm. Rồi bây giờ con sẽ giới thiệu những cái gì chú mà con mong muốn cho ông mối xem như thế nào. Không quá mặn, với lại không có râu, dễ nhìn, sáng láng là được. Sáng. Bên đây đẹp trai sáng sủa, tối sủa luôn. Cô có thể nói là bên đây đẹp trai nè, cao 1m7 hơn con. Dạ. Rồi con không thích điều gì ở đàn ông? Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng. Xin thưa, em không bao giờ hút thuốc, em không thích hút thuốc. Và em cũng không thích rượu bia. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ gói thuốc nó bao nhiêu tiền luôn. Dạ, tính em rất là thoải mái, không có kiểu gia trưởng em phải thế này, em phải thế kia. Cái này là mình có sự tôn trọng lẫn nhau. Đúng rồi. Có sự đồng cảm lẫn nhau. Bây giờ em mong muốn gì ở bạn gái của mình? Mẫu người bạn gái mà giống như là nữ danh ca Diva Mariah Carey đó. Không phải em đòi hỏi cao siêu gì đâu. Ý em nói là một người phụ nữ trẻ tuổi nè, có giọng hát rất là hay mà tự lập đó, để trở thành một ngôi sao như vậy. Đó là hình mẫu rất là ấn tượng và em rất là thích. Tức là không phải về ngoại hình mà về ý chí. Đúng dạ không? Đúng rồi. Bây giờ mình đi chút xíu về tình duyên đi. Bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi? Cháu nó đi du học là mấy năm rồi, mà năm nay cháu nó mới 23 tuổi thôi. Thì đi qua bển là học thôi chứ mới yêu đương vớ vẩn. Lý do sao 23 tuổi xinh đẹp và chưa có tình yêu hả con? Ta đi qua bển ta học chứ ta qua bển để yêu chắc. À? Xin phép cô là bên đó các bạn nam bên Canada cũng gọi là cũng giỏi giang, cũng đẹp trai chứ bộ. Em gái xinh đẹp ơi, thì tại sao em lại chọn một chàng trai Việt mà em không chọn một người chàng trai Tây? Em thấy là hai cái tâm hồn nó không có hòa hợp với anh. Thì nếu như mà được chọn thì em vẫn thích chọn Việt Kiều hoặc là thuần Việt hơn. Tại vì em muốn là nó phải đồng điệu cả về tâm hồn và trong tình yêu nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là con qua bển là con chưa tìm hiểu một người nào hết đúng không? Con nói là con chưa yêu ai, nhưng mà con cũng đã để ý người khác giới. Thì con để ý người khác giới là lúc đó con khoảng 15 tuổi. Tại vì lúc đó là con học không có tốt, cho nên là ba mẹ con cũng không có đồng tình cái ý kiến mà con quen bạn trai ngay lúc đó. Và sau đó thì rất là nhiều biến cố xảy ra và con cảm thấy là con có lỗi với ba mẹ và con muốn chuộc lỗi, cho nên là con không có yêu ai và con tập trung học. Bạn trai có mấy mối tình rồi?
Dạ, trước thì em có hai mối tình, mà một mối tình em thương bạn đó từ nhỏ rồi, từ năm lớp 5 đến giờ. Trời ơi. Nhưng mà sau khi mà người ta đi lấy chồng xong rồi em cũng thôi luôn, em biết là mình không có duyên với người ta. Rồi mối tình thứ hai. Cái mối tình thứ hai thì nó chia tay cũng một cái lý do mà không ai nghĩ đến. Đi chơi mà cứ bấm điện thoại, lướt Facebook rồi nghe nhạc này nó kia, giống như là chơi với lại điện thoại chứ không phải là chơi với mình. Dạ. Đó. Rồi, ok. Vậy là các bạn đã hiểu ý nhau một chút xíu rồi ha. Bây giờ mình hỏi người thân cái nữa. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với ba mẹ của con. Ngồi hàng ghế bên dưới chú. Rồi chào nhà gái. Dạ mời xin, anh. Xin chào chương trình Bạn Muốn Ăn Hò. Xin chào hai MC rất dễ thương. Và xin chào bạn trai. Dạ chào cô chú ạ. Tôi là tên Trần Tùng. Đây là bà xã tôi. Thì bởi vì tôi cũng là hai vợ chồng tôi nên duyên là do Bạn Muốn Ăn Hò. Nên ốc anh không phải bằng họ mà là do mai mối. Mai mối. Nên tôi rất thích chương trình nhân văn này. Tôi coi phải là bây giờ là 700 mấy rồi đó, nhưng mà tôi coi cũng phải cả ngàn rồi. Đối với coi đi coi lại rất là nhiều lần. Là rất là thích. Bé về một năm nay để tôi động viên khuyên nhủ nó. Nguyên gần một năm nó mới vừa hồi tháng 1 này nó mới đồng ý là làm đi nộp đơn. Thì tôi thấy là hiện nay một số bạn trẻ và một số bác và phụ huynh là ngại, rất là ngại tham gia chương trình này. Tôi từng khuyên nhiều người mà không ai tham gia, nhưng mà với tôi thì không, tôi đã khuyến khích con gái như vậy. Nhân đây thì tôi cũng xin phép chương trình cho tôi vợ chồng tôi gửi lời thăm đến anh bạn mà đã kết duyên xa duyên cho vợ chồng tôi qua cái chuyện mai mối. Còn nói về cái bạn Hạ này thì là bạn thì là sống hướng nội, nhưng mà bạn thì có một chút thông minh. À, sống nhân hậu, trung thực, thẳng thắn, giống như bạn trai này là có cái gì thẳng thắn nói ngay, nói liền, và thậm chí là nói không cần suy nghĩ, nói có gì nói đấy là không để bụng, không để gì hết. Khuyết điểm của bạn thì bạn nhiều lắm, nào là hậu đậu nè, tồ nè, nhõng nhẽo nè, rồi nói chung là cứng đầu, hung dữ. Đừng cưng quá đó phải không? Đúng rồi. Rồi hơi ích kỷ. Và đặc biệt là siêu ngủ muộn. Siêu ngủ muộn chứ không phải ngủ muộn. Không, thật ra là con đính chính là tại vì con bị học trái múi giờ. Là ở bên đó là buổi sáng, là bên mình đã là buổi tối rồi. Có những hôm con thức tới 4-5 giờ sáng lận. Nên là cái chuyện mà ngủ là cái chuyện rất là bình thường. Tại nếu mà con không ngủ là con sẽ không lấy lại sức. Tại một mình nhiều khi con chỉ ngủ có 5-6 tiếng hả. Thì cũng đúng là nhiều lúc con cũng mệt quá thì con dễ ngủ thiệt. Thì ba con hay nói là con mê ngủ, không có lo đi kiếm người yêu gì hết, không lo kiếm chồng gì hết gì cho ba. Nói chung là ba con cũng hố lắm rồi đó. Nhưng mà con nói là con chưa học xong, chưa đi làm gì hết mà chưa cứ mà, hố hoài. 23 dạ. Thôi mà. Ok, như vậy còn bạn trai này thì mình thấy tương tác cũng ok. Con mặt nhân hậu. Dạ, cảm ơn chú. Đẹp trai ngang ngửa với chú. À. Cùng tên với chú. À, nhưng mà có một điều này nè là chú hai đứa con ở nhà hai đứa gái chú hai đứa gái giống anh Nguyễn Linh nè. Dạ vâng. À, nói với là ba mẹ khùng nên đẻ ra hai đứa con khùng. Thành thử rằng là chú muốn hỏi con á là sau khi hạ màn xuống á con có dám về đội khùng của chú không? Xin hết, cảm ơn nhiều. Khùng của chú. Dám nhậu cùng chú không? Dạ. Khi mà con đã chấp nhận á thì con sẽ theo đội của mình. Đó. Rồi bên đó đi với ai con? Dạ con đang đi với anh họ của con ạ, anh Khánh ạ. Đến với chương trình nãy giờ thì anh cũng có một cái nhận xét như thế này. Về ngoại hình và tính cách của bạn nữ này thì cũng rất là phù hợp với Tùng. Qua cái chương trình này thì anh cũng có một cái điều khuyên đối với em là nóng tính là tốt, nhưng cái điều là mình phải tinh tế và kìm lại một chút xíu là sẽ ok. Hay. Anh chỉ nói vậy thôi. Câu này hay nè. Anh thì rất mong hai em thành một đôi. Hai trẻ bắt đầu gặp mặt nha. Đây là không gian các bạn. Cái thoải mái trò chuyện nào. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. À, đứng lên đi con. Em chào anh. Chào em. Hôm nay thì anh có một cái đặc sản miền quê tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Mời anh ăn thử. À bánh đậu xanh đó đúng không? Dạ đúng rồi ạ, bánh đậu xanh ạ. Rồi cảm ơn anh. Tự nhiên ăn đâu, dạ, không ai thấy đâu. Không, hôm nay em tới đây em cũng có một món quà muốn tặng anh. Tại vì năm nay em 23 tuổi cho nên là em xếp 23 con hạt giấy và trái tim do chính tay em làm để tặng cho anh, cộng thêm một cái ví bỏ túi. Em mong tất cả những điều may mắn sẽ tới với anh.
Cảm ơn em rất là nhiều. Anh có muốn mở ra xem thử không? Wow, rất là đẹp nha mọi người. Đâu đâu, cầm, là... cầm một con lên đi, dạ. Cầm một con lên. Mọi người trong đây em cũng có biết dạ, một thông điệp về cuộc sống. Đó, đẹp ghê á. Con nào cũng có thông điệp hết phải không con? Dạ đúng rồi, cả team đều có hết. Đọc luôn 23 con cho tới tối luôn luôn. Không, mình chỉ đọc một con mở màn thôi à. Đọc đại 23 con nhưng mà à, em xin đọc con hạt giấy à. Dạ rồi, sự chia sẻ với tình yêu thương là điều quý giá nhất trên cuộc đời. Dạ, em trân trọng về điều này. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Tối về đọc nha Tùng nha. Dạ rồi. Dạ. Nhân đây thì cũng xin em xin phép gửi tặng em Hạ một bài hát. Just can't decide. You don't even know how I'm alive. This is war gone by. Don't care to see me cry. And here I am, still holding on. You can't say my voice gone. No, no. Even though I try, I can't let go. Something in your heart capture my soul. And every night on see you in my dream. Trời anh hát hay quá à. Giờ tới em. Dạ không, hát hay chưa tốt. Bài hát của em thì cũng hơi nhẹ nhàng á. Dạ hôm nay hát chưa tốt. Em hy vọng là anh sẽ thích bài này. Em muốn hát cho anh bài Take Me To Your Heart. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what the love is. Be my guiding star. It's season. Take me to your heart. Cảm ơn. Rất đẹp đôi. Đúng quá hả con? Thôi bây giờ các bạn về vị trí ngồi đi. Chúng ta trò chuyện. À, cảm nhận đầu tiên của anh với lại Hạ thì một cô gái rất là dễ thương. Dạ, giọng nói rất là dễ thương. Ví dụ như bây giờ em về Việt Nam rồi đó, thì mình đang ở trong thời điểm mà dịch Covid đó. Dạ. Thì nếu mà sau này thì hết dịch thì mình quay lại Canada mình làm hay là mình ở Việt Nam luôn? Dạ, em tính là qua đó làm xong rồi có thể nếu mà tiến xa hơn được nữa thì em tính định cư luôn. Vậy thì em hỏi anh là anh có ngại về vấn đề yêu xa không? Anh không ngại vấn đề yêu xa. Thời đại 4.0 này rất là dễ dàng kết nối. Dạ. Nhưng mà em cần có sự yêu xa là có sự chung thủy, cái sự chân thành. Thì không biết là anh có đáp ứng được nhu cầu đó không? Anh đáp ứng được chứ. Tại vì mọi người biết là anh mình tuổi Tuất mà. Tuổi Tuất thì rất là chân thành mà, đúng không mọi người? Dạ. Gia đình em cũng muốn có gọi là có quan điểm là anh phải về làm rể không? Ba em là muốn rồi đó. Chứ ba cũng... em là đang muốn bắt rễ lắm rồi đó. Tại vì em cũng là con đầu á. Cho nên là ba em con... muốn bắt rễ. Chứ lại về đã có đồng minh. Tại vì nhà em hai gái lận. Cho nên là ba em đang là hoa khô trong nhà anh. Cho nên là muốn có rễ về để phụ giúp. Và cũng muốn bắt rễ luôn. Âm đang thịnh quá. Dương suy. Hạ ơi, có nhiều con đường để em đi. Tại sao em lại chọn con đường đi vào trái tim anh? Anh Tùng ơi, trước tiên là em có ấn tượng với anh là tại anh cùng tên với ba em. Cho nên là hôm nay cũng là một cái duyên cho hai anh em mình gặp nhau. Cho nên là nếu mà được thì anh cho em với anh một câu hỏi nhé. Ok. Bởi cái tuổi trẻ nó thẳng thắn lắm, không có gì phải úp mở trơn trọi á. Detox không khí từ trong ra ngoài. Trẻ là vậy, hiện đại là vậy con. Đó. Nào, yêu là nói là yêu, thương nói thương. Đúng rồi. Không thích nói không có thích. Có rào trước đó sao? Hãy để tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Đồng điệu luôn. Chúc mừng hai em nha. Nào hãy nắm tay. Và xin phép hai bác cho tụi con bắt đầu hẹn hò chính thức với nhau. Thì con xin phép hai bác cho con phép hẹn hò với con gái của hai bác. Dạ con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con gái của hai bác. Rồi hai bác gật đầu rồi đó. Xin hai bác luôn đi con, hôn nụ hôn đầu tiên á. Dạ con xin phép hôn nụ hôn đầu tiên.
rất nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Sẽ cố gắng tìm hiểu nhau, chăm sóc mối tình này, cho dù xa hay gần gì, quan trọng ta yêu thương nhau là được. Dạ. À, bây giờ muốn tìm một người như thế nào để hợp lý với em nè? Dạ, em cũng dễ lắm, nghĩa là con gái là được. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Mời các bạn. Rồi, bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi, mời em gái. À, dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Em tên là Huỳnh Thị Hồng Vi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty về du lịch ạ. Quê mình ở đâu Vi? Em hiện tại thì em đang ở Long An nhưng mà đang làm việc thì tại ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, rồi, mời bạn trai. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Bình Phương, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là quản lý xí nghiệp may nhỏ ở quận Hóc Môn. Em sinh sống và lớn lên ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp nhỏ đó là của em hay là? Dạ của em luôn. Của em luôn hả? Wow. Em mới thành lập được có 2 tháng. 2 tháng? Dạ. À, cũng tốt rồi, cũng có một cái hướng làm ông chủ rồi ha. Dạ, vất vả lắm anh. Khởi doanh nghiệp mà bao giờ vất vả lắm em. Ưu điểm khuyết điểm là em là gì? Em là một người vui vẻ, chịu khó chịu cực chị. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, với lại là em không có được khéo tay cho lắm. Theo thùa mai vá thì em không có khéo, nhưng mà không khéo có nghĩa là không làm gì được, nhưng mà nó không được đẹp như người ta thôi. Không sao, miễn biết làm là được rồi. Dạ. Chịu khó có tâm là từ từ được hết à. Dạ. Ha. Rồi bạn trai. Dạ. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết làm việc nhà, em giải quyết công việc rất là nhanh và em học cũng rất là nhanh. Còn khuyết điểm của em là tính em nhiều lúc trong công việc cái lúc mà bị stress á, em hay bị nóng tính, với lại em không có tính kiên nhẫn. Thiếu kiên nhẫn. Dạ. Bạn bên kia cũng nóng tính, bên này nóng tính nữa. Em chỉ lúc nãy bị stress thôi. Bị stress mới nóng tính thôi ha. Dạ. Chứ nghĩ chắc em không nóng gì lắm đâu. Rồi, cho chị Tường hỏi tình trường của em thì sao? À, dạ hiện tại thì em trải qua 2 mối tình ạ. À, mối tình thứ nhất là thời còn học sinh. Mối tình thứ hai thì em quen được 3 năm rưỡi. Chia tay cũng đã được 3 năm rồi chị. Bạn nam rất là lăng nhăng, nhiều lần tha thứ nhưng mà không có sự khắc phục được á chị. Bạn trai thì tình trường em sao? Em mấy mối tình rồi? À, nếu mà trừ cái thời sinh viên trẻ trâu ra thì em có một mối tình quen được 4 năm. 4 năm? Dạ. Và sau quen thời gian dài thì bạn nữ hỏi cưới. Tại phụ nữ thì người ta có một tuổi thanh xuân nhất định thôi. Thì mình không phải kéo dài cái khoảng thời gian thanh xuân của họ ra được. Thì sau thời gian thì quyết định chia tay. Sao em không cưới? Tại lúc đó em còn mới ra trường, chưa có lo cho thân em xong mà đâu em cưới ai đâu chị. Rồi vậy cái chia tay luôn? Dạ. Là khóc quá trời. Lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm hơn rồi anh. 3 năm rồi. Từ 3 năm bây giờ có để ý tới ai không? Em để ý nhiều lắm mà không ai ưng em hết. Bây giờ muốn tìm một người như thế nào để hợp lý với em nè? Dạ em thì cũng dễ lắm, miễn là con gái là được rồi. Em thích người con gái là ở ngoài xã hội thì hiện đại, lúc mà về nhà thì truyền thống, nó đang vui vẻ hoạt bát là được rồi. Về ngoại hình? Dạ xinh là được chị. Xinh là được. Trời ơi, ít có tiêu chuẩn ghê ha. Ví dụ không xinh thì sao ạ? Không xinh thì từ từ nó xinh em. Em thì sao? Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Phải men nha chị. Thích thể thao một chút, có một bờ vai rộng. Lý do em thích bờ vai rộng là tại vì khi mà mình gặp áp lực hoặc là khó khăn trong cuộc sống thì mình về mình còn có một vòng tay luôn luôn ôm mình vào lòng để che chở cho mình. Cái điều gì em ghét ở những người bạn trai? Nói nhiều với lại có mùi cơ thể chị. Nãy giờ em thấy bên này có nói nhiều không? Dạ không. Còn cái vụ có mùi chị không biết. Chào em, có mùi gì không? Dạ có mùi thơm. Mặt đẹp trai, sáng sủa, rất là dễ thương. Cái điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Chị Sư có một việc nói một hai lần là biết rồi, cứ đi đi lại hoài, nghe mệt lắm. Bây giờ nếu như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Tại em mới thành lập với công ty nhỏ thì em tính từ 1 năm đến 1 năm rưỡi á, thì mọi thứ ổn định là sẽ tiến tới hôn nhân. Ba mẹ có hỏi gì? Má hôn lắm. Ba em thì cản. Ủa vậy hả? Dạ. Tại sao cản? Tại má em thích có cháu bồng rồi. Còn ba em thì sợ lên trước ông nội. Rồi. Mình có làm dâu không em? Dạ em thì làm dâu cũng được, mà không làm thì chừng khi nào hai đứa vững vàng thì không phải ở riêng. Mà ở nhà đâu nhà em sướng lắm, đâu có gì đâu. Mẹ em cưng gái lắm. Có con là ba mẹ phụ coi chừng giùm nữa ha, để hai vợ chồng sướng luôn ha. Má em cưng gái, cứ dụ ba kêu có đứa rơi rớt mà con gái mang về má nuôi. Trời ơi, má nó chơi mà nó cười. Được, dạ, chị chấm rồi đó. Dạ. Ăn thua hai đứa rồi đó. Cái này rất là quan trọng. Em nói tới khoảng 5 rưỡi nữa lấy. 5 rưỡi nữa công ty có thể nó chưa có phát triển mạnh. Em nói chưa có sự nghiệp em lại bắt người ta chờ nữa. Lại quá cái tuổi thanh xuân người phụ nữ nữa thì sao? Em thì công ty á thì em chỉ làm 6 tháng là phát triển. Còn nếu mà không 6 tháng đi làm công luôn. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì đâu có tiền đâu nuôi hoài anh.
Bây giờ là mấy tháng rồi? Em là được 2 tháng rồi, còn 4 tháng nữa. Tốt chưa? Dạ, nó bắt đầu ổn vô chút rồi. Ổn là tốt rồi đó. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Cái này chắc nhanh quá. Em gái dễ thương, xinh, rất là xinh á. Dạ, em cảm ơn ạ. Bên đây là một chàng trai, anh nghĩ rằng rất là chững chạc. Chỉ mới 20 mấy tuổi mà đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành cái sự nghiệp của mình. Dạ. Và cậu ấy rất là thông minh đấy. Dạ. Nếu như một cái người mà 20 mấy tuổi này, anh nghĩ còn đang ham chơi và còn lo rất là nhiều thứ, nhưng chàng trai này lo sự nghiệp thôi. Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều. Em thích là nói một lần thôi, không có nói lại lần nữa. Em thấy anh lúc nãy nói không thích phụ nữ như vậy thì em thấy có một cái sự trùng hợp. Nhưng anh nghĩ không nghĩ tại sao lại nóng tính như nhỉ? Chắc là nhiều khi do công việc áp lực hoặc là do cái tính sẵn như vậy. Nhưng mà cũng không hẳn là nóng quá. Được lắm đó. Đàn trai rất chịu đàn gái nha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ, bạn thân và lại các chị trong đồng công ty. À, ta gặp ba mẹ của em. Chào cô chú. Dạ chào chú, chào cô. Dạ chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ chào toàn thể quý vị trong trường quay. Chào cháu trai, tôi là ba của Hồng Vy. Nhận xét cháu trai em đây thì ăn nói thì nghe nó dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Tánh tôi cũng vậy, hồi đó cũng đầm thắm lắm chứ không có mà nó lớn tiếng như thế nào thì không có. Thấy cháu trai thì khá trai cao ráo, rất lịch sự. Dạ. Xin cái hết. Dạ. Xin thêm ý kiến của mẹ đi à. Mẹ có ý kiến gì không? Dạ vậy em mời chị đồng nghiệp của em. Rồi chị đồng nghiệp của em. Xin chào mọi người trong trường quay. Mình tên là Hồng, em chào anh Quyền Linh. Em chào em. Chị Cát Tường. Chị thấy bạn trai bên đây cũng đẹp trai. Bạn cũng có công việc ổn định, cũng có suy nghĩ cho tương lai rồi. Thì chị hy vọng là sau chương trình này em và bạn trai có thể tiến xa hơn. Chị thấy em và bạn trai này phù hợp. Em cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với mama chứ em trai. Chào cô, chào gặp cô. Rồi chào cô. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Chào cháu gái và gia đình nhà cháu gái và toàn thể quý vị khán giả đang ở trường quay. Tôi là mẹ của Ngô Bình Phương. Thì nói về nhận xét thì thấy cháu gái này cũng rất giống với tính tôi. Cũng rất là vui vẻ. Bình Phương thì ra trường cũng mấy năm rồi, cũng đã từng đi làm. Và cũng làm quản lý chứ không phải đi làm công nhân. Nhưng mà sau này vì cũng muốn có một cái công ty để mà tự lập, nên là Bình Phương mới mở công ty may. Thì mới làm được 2 tháng thôi. Cuộc sống hôn nhân thì dựa vào tình yêu từ còn trẻ, chứ không như tuổi già là dựa vào lý trí. Cho nên là tình yêu hồi xưa là Phương làm sao mà chia tay bạn, thì cô nghĩ chắc là tình yêu chưa đủ lớn. Cô hy vọng rằng sau này hai cháu mà đến tới với nhau phải xuất phát từ tình yêu, mà tình yêu thật lớn. Khi mà có tình yêu rồi thì sẽ bỏ qua tất cả những thứ, không bao giờ chia tay. Dạ, cảm ơn tất cả. Bây giờ vậy nè cô, coi như mình thông gia tương lai đi. Bên đàn trai đứng lên nói vài câu với đàn gái đi. Lâu lâu mình mới gặp mặt nhau rồi. Dạ, đúng không? Mình đến làm quen bắt tay với đâu sau này mình xin ra. Đàn trai với đàn gái. Đàn trai nói trước đi ha. Thì không biết chị quê ở đâu. Tôi thì quê và nguyên quán thì Thái Bình. Nhưng mà vô trong miền Nam từ năm 75. Thì nhà sống ở quận Tân Phú. Tôi là bác sĩ nhưng mà đã về hưu. Còn em thì ở Long An mà ở huyện Cần Đước. Hy vọng rằng là không biết là hai cháu có tiến tới, nhưng mà mình cũng trở thành những người bạn thân thiết sau này. Dạ, thì em cũng mong muốn cho hai cháu nó được tròn duyên để rồi mình gần gũi hơn. Dạ, cảm ơn gia đình anh. Dạ. Rất đẹp. Rồi, cảm ơn họ nhà trai, họ nhà gái. Hồi hộp anh. Hồi hộp. Mở hàng rào. Mở cửa trái tim. Đấy, không gian này luôn các bạn đấy. Nó là tặng em. Anh thấy em như thế nào? Hồi hộp lắm, lúc mà kéo đèn không dám coi luôn á. Anh không ngờ xinh như vậy. Dạ, lúc nãy em có nghe nói là mình vừa mới thành lập công ty cũng được khoảng 2 tháng rồi. Thì em nghĩ là mới thành lập thì mình cũng có rất là nhiều công việc khá là bận. Thì không biết là trong khoảng thời gian này á, nếu như mà mình cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu á, thì anh có thời gian dành cho em hay không? Nói chung là cũng tùy ngày thôi. Kiểu thứ bảy chủ nhật thì em ở nhà, còn buổi tối thì anh rảnh. Nếu mà em có thời gian vào buổi tối thì mình gặp ngày nào cũng được hết. Tại vì em ở Long An nhưng mà em đi làm ở quận Bình Thạnh, cho nên là mỗi ngày em đi làm về nó cũng cái một quãng đường, nó cũng khá là xa. Cho nên là cuối tuần em cũng được nghỉ, thì nếu được thì cuối tuần mình sẽ gặp nhau một lần, hoặc là trong giữa tuần nếu một ngày nào đặc biệt thì mình cũng có thể gặp được. Mà sao anh hỏi là sao em đi làm xa quá vậy?
Tại vì ở nhà em là khá là thương người anh. Em muốn đi đi về về để trò chuyện cùng với ba mẹ. Chứ ở nhà ba mẹ em cũng một mình buồn lắm. Anh cũng có lần xuống Long An mà anh đi hoài không thấy đường sao lại gọi. Có hàng ngày là em đi về Long An, Sài Gòn á hả? Dạ đúng rồi chị. Em tự chạy không đa đi làm mỗi dạ, ngày đúng hả? Rồi chị. Cho nên là em có sự kiên nhẫn, ai cũng sợ em về vấn đề đó. Anh nghe anh cũng còn sợ đúng không? Quá giỏi. Dạ. Sau này nếu mà có cơ hội em đi làm còn anh đưa về. Nếu anh chịu khó chịu cực giống như em. Không có, để anh ráng thuê phòng trọ công an đưa về nọ đó luôn. Anh cho em hỏi là không biết là quan điểm tình yêu của mình thì như thế nào anh ha? Quan điểm anh thì anh thấy tình yêu mình quen nhau thì mình phải tôn trọng những cái thứ riêng tư của nhau, chứ không phải là mọi thứ đều là chung hết, đúng không? Thì em cuộc sống riêng của em, anh cuộc sống riêng của anh, thì mình quen nhau mình phải tôn trọng điều đó. Anh không giấu giếm gì hết, nhưng mà nhiều khi có bạn bè, em có bạn bè của em, anh phải quản lý em và quản lý luôn bạn bè của em. Vậy là sai đúng không? Đúng rồi, anh giống cái suy nghĩ của em. Anh nghĩ là mình quen nhau thì tình yêu như một nắm cát á, càng nắm thì nó càng tuột ra khỏi tay thôi. Thì anh nghĩ như vậy, thì mình cứ cho nhau được cái khoảng không của họ, thì mình không giữ họ sẽ ở bên mình. Anh có thích đi du lịch không? Anh thì hồi trước rất là thích đi, mà riết rồi anh không biết đi với ai nên anh ở nhà không à. Thế bây giờ nếu như mà có cho cơ hội bấm nút thì anh có cùng đem đi du lịch không? Em đủ là anh đi rồi, mà để anh sắp xếp công việc đã. Tại giờ anh hối lúc mà mới đầu á, anh okay. Hơi lưu buồn chút. Em hiểu. Sau này lấy nhau thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Em nghĩ là kinh tế thì vợ giữ là tốt, nhưng mà mình có phải để một phần cho mình. Nhiều khi vợ giận vợ không thắt tiền nữa lấy gì ăn. Quỷ đen đúng không ạ? Rồi bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói một điều gì đó thật chân thành. Ngay giây phút này mình cảm nhận như thế nào về đối phương? Anh lấy tự tin đó mà không biết nói gì hết. Anh nghĩ mình gặp nhau trên đây là một cái duyên. Tại vì anh đăng ký bản hẹn hò này được 2 năm rồi. Đăng ký 2 năm rồi á? Em thì 1 năm rưỡi. Wow. Đã gặp nhau rồi thì nên cho nhau cơ hội để mình thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ. Yeah. Nếu như ở giây phút hiện tại này anh có cảm nhận gì em thì mình hãy cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu. Cảm ơn em. Đây là cặp đôi mà chúng tôi không cần nói gì cả thưa quý vị. Hình như họ gặp nhau từ bao giờ ấy. Cặp đôi này rất là dễ thương nha. Hãy đặt tay vào nút bấm nha. Nào, hãy để tay vào đi các bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Được chưa vậy? Hết thời gian. Hả? Em bấm luôn lúc ngoài nó chạy. Ông nhấn nguyên cái ghế vậy đó. Trời ơi, nếu quý vị theo dõi cái tay sau đây quý vị sẽ thấy bấm liên tục mà nó không có cháy đèn. Người ta nhấn có một nút thôi, nhấn nguyên bàn tay à. Không, đó cũng là một trong những thử thách chúng ta phải cần vượt qua. Trong tình yêu bao giờ cũng vậy, nó cũng sẽ gặp trên cái đường đi, nó sẽ gặp một đôi lần trục trặc như vậy. Nào chàng trai, đẹp trai, cô gái, rất là xinh gái, chúng ta nắm tay nhau đi. Và xin phép hai bên gia đình bắt đầu từ giây phút này chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau và tìm hiểu nhau. Con xin phép hai bác cho con được có cơ hội để làm quen với bé Vi. Cảm ơn hai bác. Vụ kia nữa. Để bác cho con được tỏ tình cảm của mình với Vi một chút. Nhìn cái nụ cười và ánh mắt rạng ngời đó, tôi tin chắc rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai em nha. Con có thể nấu cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi. Mét 33 mới thấp. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai mình cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân, cùng chào bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào?
Con chào cô Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh với cả chú luôn. Chú luôn, không phải gì phải anh cả. Dạ vâng, chú luôn. Chú Quyền Linh và bạn nào ở bên kia. Con tên là Phương Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sống con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó, đang làm gì vậy con? Dạ con đang là nhân viên marketing. Em trai, bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu điểm mạnh của mình là gì. Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi, nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định, khách khứa rồi công việc có khi buổi tối là mình không được về nhà. Mình đi thì nhiều khi ví dụ như có bạn gái hay có gia đình thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng về sở trường á. Điểm mạnh thì con có thể nấu cơm, nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, nhà gái. Con mình giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Còn về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hơi khó chịu. Nếu như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi với con gái lớn cô, con bé Xí Ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Nhưng mà nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu không cười coi. Nó giống Xí Ngầu á Linh. Nhìn quạo quá đó. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười bằng hoài cách hơi cười hoài đi. Bây giờ thế này nè, mình có mấy mối tình rồi. Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình rồi? Dạ, con khoảng 4-5 mối tình. Chà cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Rồi sao chia tay 4-5 mối đó? Dạ nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xài. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Mối ít nhất là ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều rồi nha, vậy là yêu nhau cũng lâu lắm mà. Yêu sớm ạ, yêu sớm chứ. Rồi bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền lành, ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền không? Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp. Chào con. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ được chưa gây lộn với ông nha. Nha ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi. Hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh.
Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Thì hôm nay thật sự là rất là bất ngờ mà khi Cương gọi để đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thấy tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là mình hỏi bạn gái chút xíu, nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok. Cương anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi. Và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe hoa như thế này thì thấy rất là hợp luôn. Về cả ngoại hình, rồi cả cách nói chuyện. Chỉ mong rằng là sau khi bức rèm được vén lên thì có thể là sẽ hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mà các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Vậy tốt rồi. Cảm ơn. Mở rào. Bắt đầu đi Cương. Chào em. Chào em. Anh có món quà. Mình tặng quà em đi ha con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Em chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời. Cái này là gì? Tặng quà phủ đầu mà. Ừ. Dạ. Em sợ. Có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Em đoán được cái gì rồi chứ? Em nghĩ là kem. Ừ, chụp. Chính xác. Ừ. Cái này là quả cầu. Nè, nó cúi te cho nè. Có một người hai đứa sẽ như vậy. À, một người con trai, một người con gái. Dạ. À, đây, anh có thể mở cái cuốn sổ này ra. Nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Rất là hay, rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok. Mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này khi gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh, hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới còn càng muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Linh hồi đó không có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc, cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Ừ. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, tối có khi là 10 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Ừ. Và anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó ta làm 5 rưỡi là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? Anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi, và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ và như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì á mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén.
ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt anh mệt phụ nhau vào làm, chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ đó. Thì anh cũng chia sẻ thẳng, em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính, nên là lúc trước là em hay bị phản bội á, là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa, cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được, người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không, có thể cô còn ghê hơn mình thì mình phải làm sao không. Nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh rồi. Tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này, và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, còn... để chúng ta thử trao nhau cảm xúc, xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, bạn gái, cho. Hát một câu rồi nó đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây, dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời, dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi, Quỳnh Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi. Rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau, nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? Chúng mình gặp nhau nó là cái duyên, còn đến với nhau được hay không đó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Ok. Rồi. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. Hai. Ba. Bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ nói vậy sống thôi chứ và làm không việc có theo pháp lắm. Luật nha. Tao chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi, gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước.